welcome back to my channel, Tubu Live Vlog. Và đây là cái gì? Đây là cái chỗ, cái khu văn phòng, khu cái chỗ nhà ở này rồi. Thì đó, đang cái này đang xây, chưa xong. Thì cái chỗ này là cái khu vực mà mấy cái phòng mà chuyên gia ở hết rồi. Chưa có cái gì ra cái gì hết. Toilet. Nhà tắm luôn. Cửa bằng nhôm hay bằng gì đó. Cửa bằng mũ. Cái phòng cũng khá là nhỏ các bạn. Cái này là người ta đang lắp máy lạnh nè. Cửa rồi nhà kia cũng chưa có gắn gì hết luôn. Chưa có gắn kiến thôi, chỉ mới có cái khung rồi. Đó. Ok, và mình xem tiếp nha. Đây. Đây là cũng những cái phòng khác đây. Cũng giống nhau ha. Giống nhau. Đây người ta cũng đang làm máy lạnh nè. Air condition. Cái này nó mà dọn cũng ghê lắm á. Cạo xi măng hả chị? Bữa nay cạo được mấy phòng rồi chị? Mấy phòng này thôi hả? Mấy phòng ở dưới nãy nắng đâu còn. Đây là có mấy phòng ta, em chưa đi xuống hết đâu. 5 phòng à? Sao? Phòng này phòng giống gì nè? Ok. 3 4 5 6 7. Có 7 phòng. Wow, ăn bánh gì dục tè le. À, cái phòng này có kiến rồi nè. Phòng này đã có kiến rồi các bạn. Kiến này. Ok. Máy lạnh, người ta mới đục máy lạnh luôn. Bữa giờ mới lên đây coi. Wow, nhà xưởng, cái này là trên lầu nữa các bạn. Nhà xưởng trên lầu khá là rộng ha. Wow. Wow. Ok. Cái phòng này có nghĩa phòng này như là phòng lớn á.
Cái này có thể là văn phòng. Có thể là văn phòng. Ok. Tạm biệt các bạn nha. Và nhớ bạn nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lubu Live Vlog. Và bây giờ hết pin rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Ok, see you later.